Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh mình Rock Guitar. Nên tôi giới thiệu với các bạn một combo bao gồm đàn, phơ và loa. Đàn Swell CV400, phơ Flama FX150 cảm ứng và Ambulance BT45R 45W. Với giá được ghi ở phần mục lục, các bạn bấm vào dấu 3 chấm ở dưới sẽ hiện lên cái chữ giá ở phần mục lục, một xanh xanh đó, bấm vào đó sẽ có giá chi tiết. Bây giờ chúng ta nghe qua các tiếng của nó trước. Tiếng Glen. Tiếng metal. Tiếng Gary Moore lip.
Combo Custom số 7 gồm có đàn Square CB400 giá 5.8 triệu, Fur Flama FX 150 cảm ứng giá 6.9 triệu, Labulet BT45R 45W giá 4.5 triệu, sách guitar điện 4 cấp độ từ căn bản nhập môn cho đến nâng cao hòa âm và lead, bao đàn dây jack input output, dây swap down, pick Mỹ, tổng là 24.355.000 đồng. Nhưng khi mua cả bộ, các bạn sẽ được giá combo chỉ còn 17.535.600 đồng, tức là giảm được 28%, tiết kiệm được 6.819.400 đồng. Đấy, acoustic. Đệm rock. Tiếng Santana lead. Tiếng Glenn detune. Sở hữu những cái combo giống như thế này hoặc tương tự như vậy thì hãy liên hệ với Minh Rock Guitar với contact hiện trên màn hình, và nhớ ghé thăm website minhrockguitar.blogspot.com để cập nhật các sách, video, bài giảng, khóa học, các ứng phẩm mới nhất cho các bạn học guitar điện. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh và nút chuông thông báo để nhận các thông báo khi có video mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các video clip tiếp theo. Cái đàn Square CB400 này nó có tích hợp sẵn cần nhúng, có thể tháo ra được. Cần nhúng nó có sẵn ở trong bao đàn, tháo ra được và xoay được. Ở đây chúng ta có chế độ tách coil, tức là nếu kéo xuống thì các bạn sử dụng pickup đôi bình thường. Đó, cần gạt này kéo xuống, cần gạt này kéo xuống. Còn nếu kéo lên thì các bạn sử dụng pickup đơn, tức là cái này tách ra làm hai. Các bạn sử dụng một cái pickup thôi, nó giống như nó tạo ra cái tiếng Fender clean thoang thoang bèn bèn, giống như tiếng Fender vậy đó. Cần gạt này có 5 chế độ, kéo cần lên trên cùng là sử dụng pickup trên cùng, là pickup tạo ra tiếng trầm, tiếng tròn, tiếng bass. Kéo xuống dưới cùng là sử dụng pickup dưới cùng, ở giữa là sử dụng pickup giữa, ở dưới là tiếng solo trap, ở trên là tiếng trầm tròn bass để đánh điểm, ở giữa giống như tiếng guitar thùng flat làm mid độ. Nấc hai nấc giữa giữa kéo lên cái là nối hai cái này lại, là vừa mid độ vừa trap. Còn ở giữa giữa dưới thì nó nối hai cái này lại, cái này với một cái này là vừa trap vừa mid độ. Đây là nút tông sáng tối, tiếng tối thui thì tắt, tiếng sáng bừng lên thì dặn hết lên maximum, volume là âm lượng, tắt và mở, dặn khi xài nguyên bộ combo thì các bạn vặn maximum hết cho tôi, dặn lớn nhất có thể, tất cả cả hai nút đều luôn, tại vì nút volume này không còn là volume nữa, khi xài với phơ nó sẽ là gain, tức là độ ngân dài, độ dữ dằn của tiếng, độ bùi của tiếng, các bạn cần mở maximum, nếu không tiếng nó sẽ ngạt lại, mở maximum. Nút tông này cũng vậy, tiếng sáng tối này kìa, mở maximum. Ngoại trừ tiếng đàn bầu, đàn bầu thì các bạn tắt cái nút tông này đi, để tiếng nó tối rồi kéo lên trên.
Còn nhánh các tiếng khác các bạn nhớ bật nút tone lên maximum nhiệt. Rồi Fer Flama FX 150 này tôi có một cái video clip hướng dẫn sử dụng chi tiết. Các bạn bấm vào góc trên bên phải màn hình có dấu chấm than đó, bấm vào cái review Fer FX 150. Ở trong đó nó có cái mục lục ở cuối video clip là hướng dẫn sử dụng chi tiết, rồi bấm nút cắm dây chỉnh tiếng này kia à, bấm vào góc trên bên phải màn hình dấu chấm than. Đó, video clip review Fer Flama FX 150 cảm ứng. Đây là Fer cảm ứng các bạn, màn hình của nó có khả năng cảm ứng, các bạn bấm vào điều chỉnh được trực tiếp ở trên đây. Đây là phần hướng dẫn sử dụng những loa BT45R hiệu Bullet, hiệu viên đạn. Chúng ta có hai lỗ cắm, tức là cắm được hai cây guitar cùng lúc, high và low. Đó. Chúng ta cắm lỗ nào cũng được, thì tôi chọn cái lỗ high. À, các bạn cắm lỗ low cũng được, không sao. Và chúng ta có hai kênh tiếng. Nút volume đầu tiên là điều khiển kênh tiếng số 1. Khi mà cái nút ride này được mở ra, tức là các bạn thấy nó không có bị nhấn vô, đây là nhấn, cái này là mở đó. Thì khi nó mở ra tức là chúng ta đang sử dụng cái kênh tiếng đầu tiên đó, kênh tiếng số 1, tiếng clean. Rồi nút volume này điều khiển âm lượng của kênh tiếng clean đó. Khi xài phơ chúng ta sử dụng cái tiếng kênh số 1, tức là tiếng clean này thôi. Tại vì trên phơ chúng ta đã có đầy đủ các hiệu ứng rồi, có cả tiếng phơ rồi ha. Hồi nãy tôi chỉnh volume chút xíu, tầm khoảng 7-8 giờ gì đó là rất là lớn rồi. Công suất của loa này là 45W, ở trong phòng cũng khá lớn đó. Rồi nếu chúng ta nhấn vào cái khi tiếng thì chúng ta sử dụng cái kênh số 2. Kênh số 2 là cái tiếng override đó. Thì chúng ta đây là âm lượng của cái tiếng boost này, gọi là tiếng distortion, tiếng phơ á. Cái này là độ bụi của nó, độ dài của tiếng. Còn cái này là âm lượng chứ, cái này mới là âm lượng nè. Volume là âm lượng của cái kênh tiếng số 2 đó. Còn sharp là nhấn vào tiếng nó sẽ sáng hơn, còn hở ra tiếng nó sẽ ít sáng hơn đó. Bass middle treble các bạn để ở mức 12 giờ hết đi. Thì trên cái phơ tôi có chỉnh rồi, khi mua combo tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn luôn. À, để 12 giờ nha, tại vì trên phơ chúng ta sẽ có cái phần này rồi. À, để 12 giờ hết đi. Bass là cái âm lượng trầm, treble là cái âm lượng sáng, cái tần số tiếng chói, tiếng xé đó. Này, tần số tiếng trầm, còn này tần số tiếng flat ở giữa. À, kéo xuống thì tiếng nó sẽ xa các bạn hơn, cảm giác tiếng nó sẽ khoảng cách nó sẽ xa hơn, kéo lên tiếng nó sẽ gần với cái mặt bạn hơn. À. Reverb là cái độ vang của cái tiếng, tắt đi luôn thì trên phơ nó có rồi ha. Audio in, AUX là audio in, các bạn cắm vào để phát nhạc vào trong cái loa. Chúng ta có thể cắm qua cái điện thoại hoặc là máy tính cũng được. Thì khi mua combo này các bạn được tặng cái dây giống như thế này. Đây, dây nó có 3 đầu. Cái đầu màu nâu này để cắm vào cái điện thoại hoặc là máy tính. Còn hai cái đầu đỏ và trắng này cắm vào đây để các bạn phát nhạc vào trong cái loa này. À. Vừa bắt nhạc này để chơi backing track hoặc là karaoke chẳng hạn. Full switch, các bạn được tặng một cái full switch kèm theo đó, như hình đó. Thì các bạn cắm vào lỗ này, có cái dây kèm theo được tặng luôn, dây đó là dây hai vạch đó. Thì nếu giả sử các bạn không sử dụng phơ thì các bạn có thể sử dụng phơ tích hợp trên cái loa này ở kênh tiếng số 2 này đó. Thì thay vì ngồi đang đánh thì lấy tay bấm chọt chọt thì các bạn sẽ đạp trên cái full switch đó thông qua cái lỗ này, cắm vào cái lỗ này, đầu còn lại cắm vào full switch để các bạn đạp cái chuyển giữa kênh 1 kênh 2, chuyển giữa tiếng clean và tiếng distortion. External speaker là cắm ra thêm một cái loa khác nữa để các bạn có thể cắm ra dàn á, để cái dàn nó phát ra âm lượng lớn hơn. Còn phone thì các bạn sử dụng để cắm cái lỗ headphone, cắm vào cái headphone tai nghe để chơi ban đêm nó không có ồn hàng xóm, thì các bạn sử dụng cái phơ tích hợp trên cái loa này. À.
hoặc thì các bạn sử dụng phơ mà cắm vào đây cũng được. Sau đó các bạn cắm headphone vào đây thì cái loa này sẽ cầm, nó chỉ phát ra headphone thôi, nhưng mà cái mạch khuếch đại âm thanh nó nhận sử dụng đầy đủ cả phơ và cái RA ở trong cái loa này luôn. Và ở đây là nút nguồn. Khi làm cái việc như cắm rút dây thì các bạn nhớ tắt cái nút nguồn, kéo xuống chữ O là tắt, còn bật lên chữ Y tức là mở ha, O là tắt. Nếu không thì nó sẽ cắm rút sẽ nghe đùng đùng đùng, nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của loa các bạn. Nhớ tắt nguồn trước khi cắm rút dây. Điện ở trên loa chúng ta đây là auto volt, tức là nó tự động nhận điện từ 220 đến 110 đều nhận được hết. Các bạn cắm vào điện nào cũng được. Ở Việt Nam này điện 220. Dây nguồn có kèm theo ở trong hộp luôn.